Xin chào bạn, hôm nay đại lý của chúng tôi sẽ giới thiệu bạn một cái bộ cầu mới ra mắt, một cái mã hiệu là MS885, thân cầu xe mã C885 ha. Cái vùng cầu này là cái vùng cầu một khối, có cái mã hiệu trên thùng chúng ta là C885D. Rồi khi nó kết hợp với các nắp thì nó sẽ có cái mã MS885, và tùy cái nắp khác nhau sẽ có cái đuôi khác nhau ha. Và cái vùng cầu này thì vùng cầu là một cầu một khối, và được cho biết là hãy cho biết là thay thế cho cái mẫu vùng cầu MS864 mà hiện tại đang lưu hành trên thị trường. Thì cái vùng cầu này á, là vùng cầu được sản xuất tại Việt Nam, Toto Việt Nam, và cái thông số của sản phẩm nó có lên đây, chiều dài là 695, bề rộng là 417, chiều cao từ sàn lên thân cầu là 630 nha bạn. Và cái hình dáng vùng cầu nhìn qua nó sẽ có hình dáng như thế này. Và tôi đang làm một cái video clip để đập hộp sản phẩm này, để chúng ta xem cái sản phẩm này có hình dáng như thế nào. Và tôi đang được kết hợp ở đây là với cái nắp TC600VS nha bạn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra, chúng ta xem các thành phần bên trong của sản phẩm này như thế nào. Vùng cầu này thì hiện tại là cái thời điểm chúng tôi đang làm clip đây là vào tháng 9 2019, thì nó được cho ra mắt vào khoảng quý 3 2019 nha bạn. Cái vùng cầu này thì nó cải tiến hơn rất nhiều so với con 864, là chế độ xả nước và xả xoáy các bạn. Thì trong hộp chúng tôi là có cái nắp vùng cầu. Thiết kế theo cái phong cách rất là mộng nè, và có hai chế độ xạ nhấn so với đàn anh trước kia là xạ gạt nha bạn. Đây là cái bộ phận thùng nước. Trong sản phẩm thì nó sẽ của Toto thì luôn có phiếu bảo hành nè. Đây cái mã là C885D ha. Thì cái vùng cầu này là được bảo hành 2 năm. Chúng ta lưu ý giữ cái phiếu bảo hành này để trong quá trình sử dụng có thể có để được bảo hành. Đây. Thì như tôi hồi nãy nói là C885D đây được kết hợp được rất là nhiều nắp. Đây là nắp T2, T3, T8, E2, E4, V4, V6, V7, V11. Đó, rất là nhiều cái nắp khác nhau. Và kích thước của cái sản phẩm này. Đây các bạn bè kỹ thuật ha. Đó. Nó bao gồm là buồng thân cầu nè, thân cầu, cái van khóa nè, cái ống dẫn ống tráp cầu đây. Và vùng cầu này được xả theo chế độ xả nước là Torado. Đây cái tráp cầu này tôi nói đây. Và cái kèm theo chúng ta là có cái cao su non nha các bạn. Ta lắp xuống cố định xuống cái bàn cò cái sàn. Thì nhìn qua đây là chúng ta đã thấy là cái vùng cầu này nó có chế độ xả xoáy nè, Torado đây nè. Tôi sẽ tiến hành đưa cái sản phẩm này ra ngoài để chúng ta xem sản phẩm này. Cái thùng nước nó cũng tương đối vuông hơn ha bạn. C885D. Cái nó vẫn hiện tại cái vùng cầu nhìn qua chúng ta thấy là nó hơi vướng lại, nó vẫn giữ cái thùng nước rất là thấp. Đó, thùng nước thấp. Và con thỏ thì nó vẫn theo đàn anh của nó là 864, là con thỏ nó lòi ra ngoài như này. Mục đích của nó là cái giảm cái giá thành sản phẩm, và giá thành nó rẻ. Dường như cầu này hiện tại thì có giá thành là rẻ nhất trong cái vùng cầu khối. Còn bộ sạc ở đây là bộ sạc nhấn nè. Chế độ tiểu nè, chế độ đại tiện nè. Có logo của Toto, được sản xuất ở Việt Nam nhưng mà bên Việt Nam. Trên bộ xạ đây cũng có cái chế độ đó, và đây có cái nút điều chỉnh. Ta sẽ đặt cái nắp vô. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp cái nắp T6 TC600VS vào các bạn xem. Thì cái vùng cầu này á, là ở trong lòng của nó có tráng một lớp men Symantec nè bạn.
chống bấm bẩn trong lòng cầu, và xả là xả Tornado, nó sẽ rất là tiết kiệm nước. Thì cái này thông số của nó là 3 lít và 4,5 lít nha bạn. Đó. Thì trên đây cầu nó cũng có cái logo Toto Cementec chống bấm bẩn. Chúng ta sẽ xem quan sát trên phía sau cầu với nó. Phía sau cầu thì hoàn toàn là được tráng men hoàn toàn nha bạn. Tráng men hoàn toàn. Đây là cái đường dây cấp nước. Và vùng cầu này thì được chúng ta cấp cái van cấp nước và cái bên khóa như này. Đây. Quên sót cái bộ phận đây. Chúng ta sẽ có cái van khóa. Cái mặt AB400 A-S đây, van khóa và dây cấp nước nha bạn. Dây cấp nước thì nó tương đối ngắn. Chúng ta lắp cái đường cấp nước nó phải chính xác. Bây giờ tôi sẽ lắp nhanh cái nắp T8 chúng ta để ta quan sát thấy cái vùng cầu này. Nói chung là nhìn qua cái bề ngoài của cái con C885 thì tôi thấy là rất là đẹp rồi. Có cái sự cải tiến rất là nhiều so với trước kia. Cái nắp đây nó mỏng hơn nè. Nó nhìn nó thanh thoát hơn. Cái nắp này cũng làm cho cái cầu tổng cái chiều cao của cầu nó thấp hơn trước. Nắp T8 thì chúng ta lắp cũng đơn giản, chúng ta lắp hai cái nắp chụp vào đây. Cài cái cầu vào thôi. Thì tổng quan tôi lắp cho nó nhanh để tránh cho chúng ta sẽ cái clip nó phải lâu á. Cái nắp T8 lắp vào cái vùng cầu này nhìn kiểu dáng nó tương đối đẹp. Cái này chúng ta sẽ lắp nó hơi lùi một tí, nó sẽ nó vừa vặn hơn. Thì cái sản phẩm này á, chúng tôi cũng đang hôm nay chúng tôi làm cái clip này, chúng tôi cũng tiến hành là trưng bày sản phẩm này trong showroom của nước chúng tôi. Về hiện tại là sản phẩm này cũng đang được đại lý của nước chúng tôi cung cấp hàng ra thị trường. Cái cách cần mua sản phẩm này thì liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc là lên vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp.